Hôm qua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, thông tin bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An được đưa lên mạng xã hội Facebook thu hút sự chú ý của hàng triệu người là thông tin giả. Cơ quan điều tra đã xác định chính bố đẻ của cháu bé đã dàn dựng lên clip này và đưa lên mạng. Cơ quan công an đã dùng nhiều biện pháp khoa học để chứng minh và khẳng định không có sự việc trên. Đây chỉ là một trong nhiều thông tin giả được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua, gây hoang mang dư luận và bức xúc trong xã hội. Lò vi sóng có chất phóng xạ gây hại cho người tiêu dùng. Bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục tại Nghệ An. Lái xe 16 chỗ chở học sinh đã tử vong bất thường. Những thông tin khiến hàng chục nghìn người dùng mạng xã hội lo ngại, chia sẻ, bình luận. Tuy nhiên, đây lại là những thông tin sai sự thật được các cơ quan chức năng khẳng định không có căn cứ. Mấy cái tin đấy thì thực sự chả biết là nó thật giả nào. Phải hỏi nhiều người, nhiều nguồn ạ. Vâng, trước bận một mình tự bản thân thì vẫn bị hoang mang ạ. Thường thì em là phải tìm hiểu xem là nó có xác thực hay không. Bởi vì chúng ta cũng có thể biết là có rất là nhiều nguồn tin chống phá rồi liên quan về vấn đề chính trị xã hội. Không phải ai cũng phân biệt được đâu là tin tức giả. Thế nên mới có chuyện một doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm bị một tài khoản mạng xã hội tung tin giả là bán kem trộn. Ngay lập tức, người tiêu dùng hoài nghi. Hệ quả là doanh nghiệp thiệt hại, còn tin tức giả vẫn âm thầm lan truyền. Khi mấy bạn đã nói là cái sản phẩm này, sản phẩm kia, thì những người họ đang muốn mua sản phẩm, họ đọc những cái thông tin như vậy, họ rất là hoang mang. Mặc dù đã có cơ chế xử phạt, thế nhưng những thông tin giả mạo nhằm mục đích câu like vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người dùng bị dẫn dắt. Ngoài việc khó phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả, một bộ phận người dùng đang bị ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực từ các thông tin, tin tức giả mạo. Xử phạt hành chính thôi, chứ còn chúng ta phải xử lý bằng mặt hình sự, làm mạnh mà xử tù để làm thí điểm thì mang tính chất răn đe, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất về cái tình trạng mà tung tin đồn thất thiệt. Hàng ngày, không gian mạng xã hội có hàng triệu tin bịa đặt, tin giả nhằm mục đích trục lợi. Bên cạnh việc khuyến cáo người dùng cảnh giác không trở thành nạn nhân của những thông tin giả, thông tin xấu, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai nhiều giải pháp để xử lý ngăn chặn các trang thông tin xấu, trong đó gỡ bỏ gần 4.500 video xấu độc hại trên trang YouTube và khoảng 3.000 đường link trên Facebook có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Vâng, tin giả đang bủa vây và trở thành vấn nạn gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Với mỗi người thì tin giả khiến chúng ta có ký ức sai lệch. Đây là kết quả của một nghiên cứu về tin giả vừa được các nhà khoa học Ireland tiến hành. Những người tình nguyện tham gia nghiên cứu được cho xem một phóng sự không có thật về chiến dịch chống phá thai. Thế là ngay lập tức gần nửa số người trong nhóm này tuyên bố là đã nhìn thấy chuyện này ở ngoài đời thật. Kết quả này cho thấy khi tin sai sự thật được lan truyền thì nhiều người sẽ tin và lưu giữ lại trong ký ức. Kể cả khi họ được thông báo rằng tin đó là bịa đặt, họ cũng không tin. Ký ức là một quá trình tái dựng và chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng nếu ai đó có nói khác đi mà chúng ta cũng không ý thức được. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, một khi có gì đó đã vào trí nhớ của chúng ta rồi thì rất khó để chỉnh lại. Vì thế nên cần phải xử lý tận gốc các thông tin xấu để chặn chúng xuất hiện ngay từ đầu. Hiện Facebook và các mạng xã hội khác đang tìm cách chống tin giả bằng cách gia tăng sự xuất hiện của những tin trong cùng chủ đề để người dùng có nhiều dữ liệu đánh giá. Các mạng xã hội cũng đóng các tài khoản được cho là có mục đích tuyên truyền, rêu rao thông tin có chủ ý.